các bạn vừa thấy thì mình vừa sử dụng Apple Pay tại một cửa hàng Circle K ở Việt Nam rồi. Mõm, Apple Pay đã dùng ở Việt Nam đâu? Bạn nghĩ tôi làm cái content TikTok à? Không có chuyện đó các bạn ạ. Việc mà Apple Pay không sử dụng được ở Việt Nam và việc mà họ chưa làm việc đấy với các ngân hàng ở Việt Nam, nó là hai thứ khác nhau nha. Hiện tại thì Apple Pay chỉ chưa làm việc được với các ngân hàng ở Việt Nam mà thôi. Còn cái việc mà đã thanh toán ở Việt Nam thì như các bạn vừa thấy rồi, mình vừa thanh toán ở một cửa hàng Circle K tại Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội. Và cái cách mà mình vừa thanh toán nó cũng không phải là một cách chính thống nha. Cái giải pháp mà mình sử dụng ở đây đó là mình dùng thông qua một cái bên thứ ba, nó có tên là Wise. Để cho các bạn dễ hình dung thì Wise nó giống như một cái ví điện tử như là Moka, như là Momo hoặc là Viettel Pay ở Việt Nam chúng ta vậy. Chúng ta sẽ liên kết một cái ngân hàng của mình vào cái ví này, sau đó mình sẽ nạp tiền vào ví và dùng tiền đó để thanh toán ví dụ như là điện, nước này, rồi là các vật phẩm hàng ngày. Đấy, thì nó dễ hiểu là như vậy. Việc mà mình đăng ký thông qua Wise để có thể sử dụng được Apple Pay thì là mình sẽ mất tổng cộng là 9 đô tiền đăng ký thẻ cứng. Cái thẻ này thì sẽ được ship về Việt Nam nếu như mà các bạn có nhu cầu sau một thời gian rất là ngắn thôi, chứ hiện tại là nó chưa được phát hành chính thức ở Việt Nam nha. Còn với những thông tin mà các bạn dùng để đăng ký thẻ thì có thể add vào Apple Pay và dùng để thanh toán được ngay lập tức, không cần phải chờ đợi gì cả. Cần phải giải thích thêm một chút, đó là khi mà các bạn nạp tiền vào ví thì nó sẽ tự động chuyển đổi sang tiền đô, và cái phần này thì các bạn sẽ mất phí chuyển đổi ngoại tệ nha. Còn lúc mà các bạn dùng ý, thì cái tiền đô này nó sẽ tự động chuyển về tiền Việt Nam đồng, thì cái khoản này các bạn sẽ không cần phải mất thêm phí nào nữa. Và cái phần phí này nó sẽ dựa trên cái số tiền mà các bạn nạp vào để thanh toán, và nó cũng dựa trên là các bạn dùng loại thẻ nào cũng như là các bạn dùng ngân hàng nào. Ví dụ nhá, là mình đang dùng Viettel Pay đúng không, thì mình sẽ mất tổng cộng là 0,36% phí chuyển đổi. Nghĩa là khi mà mình thanh toán 100.000 đồng thì mình sẽ mất đâu đó là 360 đồng nữa để tổng cộng vào cái hóa đơn đó. Sẽ có rất nhiều bạn hỏi là cái Wise này có an toàn hay không, và có phải là bọn mình đang quảng cáo cho nó hay không, thì xin thưa các bạn là mình không quảng cáo nhá. Còn về cái tính bảo mật và sự an toàn của Wise thì các bạn cứ yên tâm, bởi vì nó là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến rất là uy tín luôn, có trụ sở tại thủ đô London của nước Anh. Và nếu như các bạn có lên trang chủ của Wise thì các bạn sẽ thấy có một cái dòng to tổ tí đập thẳng vào mặt chúng ta: Available for you in Vietnam. Nghĩa là họ đã chính thức hỗ trợ Việt Nam của mình và mình có thể dùng được cái này rất là an toàn. Về quá trình đăng ký để mở thẻ Wise cũng như là có thể dùng Apple Pay ở Việt Nam ở thời điểm này nha, thì các bạn có thể tham khảo giúp mình ở vietvestudio.vn. Và bật mí trước cho các bạn là cái việc đăng ký này nó rất là nhanh. Cả cái việc tìm hiểu lẫn cái việc đăng ký nó chỉ mất khoảng 30 phút thôi. Còn nếu như các bạn đã đăng ký quen rồi thì chỉ mất từ 5 đến 7 phút là có thể mở tài khoản và dùng được Apple Pay ngay rồi. Này, thế Apple Pay làm những cái gì nhỉ? Ồ, thế bạn không biết à? Nhưng mà lúc nào cũng phải cầm điện thoại đi đúng không? Đương nhiên là phải cầm điện thoại đi rồi. Còn nếu như các bạn không thích dùng điện thoại thì có thể dùng sang Apple Watch cực kỳ tiện. Các bạn cứ hiểu đơn giản là cái chiếc iPhone của các bạn nó sẽ lấy cái thông tin thanh toán không dây của mình từ thẻ ngân hàng, sau đó nó sẽ nhập vào iPhone, và cả cái chiếc Apple Watch này cũng như vậy luôn. Và cái chiếc iPhone cũng như là Apple Watch của các bạn vào thời điểm này nó sẽ biến thành một cái thẻ cứng. Đó, chỉ có cái là các bạn có thể add được rất nhiều thẻ để các bạn cùng thanh toán một lúc mà thôi. Bình thường ấy thì những cái thẻ ngân hàng mà các bạn đang sử dụng thì nó cũng tích hợp NFC cũng như là các thông tin của các bạn trong đó. Thì cái việc mà mình add thẻ vào ở những cái điện thoại thì nó chỉ đơn thuần là một cái bước chuyển đổi từ những cái thẻ cứng sang những cái thông tin số mà thôi. Đó, các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Để dùng được Apple Pay thì cũng vô cùng là đơn giản. Sau khi mà các bạn đã add thẻ thành công rồi thì các bạn chỉ cần đặt cái chiếc điện thoại của mình vào gần cái máy đọc thẻ NFC là nó có thể tự động nhận ra là nó sẽ thanh toán được. Cái này thì nó hơi bị khác một chút so với Samsung Pay ngày trước mình dùng. Samsung Pay thì mình sẽ phải vuốt cái thẻ ra, sau đó nhập mã pin hoặc là nhập vân tay của mình thì nó mới bắt đầu thanh toán được. Còn với Apple Pay chỉ cần đặt vào máy là xong. Mình đã thử thanh toán với các cửa hàng tiện lợi như là Circle K này, hoặc là mình đã đi ăn và thanh toán ở quán ăn luôn, thì hầu hết tất cả những cái chỗ nào ấy mà cho chúng mình cái máy thanh toán đọc thẻ NFC là đều có thể thanh toán được bằng Apple Pay, bởi vì là nó sử dụng cái giao thức NFC mà. Các bạn sẽ không cần thiết phải sử dụng bất kỳ thêm một cái kết nối 3G hoặc là Wi-Fi nào thì mới có thể thanh toán được. À, và nếu như các bạn có thắc mắc là với những cái chiếc iPhone nào bây giờ mà đang dùng được Apple Pay ấy, thì nó sẽ hỗ trợ từ iPhone 6 trở lên. Nhưng mà mình nghĩ rằng là iPhone 6 cái mức độ bảo mật của nó sẽ không cao bằng những cái chiếc iPhone mà đang dùng Face ID như thế này. Tuy nhiên nếu như mà muốn có một cái chiếc iPhone mà dùng Face ID ngon nhất thì nói thật với các bạn là mình vẫn khuyên các bạn chọn iPhone 12, bởi vì nó là cái iPhone rẻ nhất mà các bạn có thể dùng được Face ID khi mà các bạn đeo khẩu trang đúng không? Và mức giá của iPhone 12 bây giờ nha, theo như mình tham khảo tại chuỗi hệ thống cửa hàng Cellphone S này, thì đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi giảm 30% giá của iPhone 12 hàng chính hãng VNA 64GB. Nó chỉ bắt đầu từ 15.890.000 đồng mà thôi. Đi kèm với đó là rất nhiều những cái ưu đãi thu cũ đổi mới cũng như là hỗ trợ lên đời. Các bạn mà có quan tâm thì có thể truy cập đường link bên dưới phần mô tả. Còn về Apple Watch thì cái tính bảo mật nó sẽ bị giảm đi một chút, bởi vì khi mà đồng hồ chúng ta được mở lên như thế này là các bạn có thể hoàn toàn thanh toán được bằng Apple Pay rồi.
Cá nhân mình thì mình muốn là cái Apple Pay ở trên Apple Watch ấy nó phải có một cái mã pin riêng, và hy vọng rằng là nếu như mà lên đến Apple Watch Series 8 thì Apple sẽ tích hợp luôn cái Touch ID và phần phím nguồn này. Nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho những cái giao thức thanh toán của mình. Cuối cùng là mình muốn nói thêm một chút về việc là tại sao chúng ta lại nên dùng những cái giải pháp trung gian như là Wise để có thể sử dụng Apple Pay. Thì như mình vừa nói ở phần đầu video ấy, Apple Pay hiện tại là họ chưa hỗ trợ được ở Việt Nam với các ngân hàng Việt Nam nha, chứ không phải là nó không dùng được ở Việt Nam. Vậy nên là chúng ta sẽ cần có một cái bên trung gian để đứng ra giúp mình đưa tiền vào Apple Pay này, cũng như là cái bên đó nhá, họ phải làm việc được với Apple Pay thì mình mới có thể sử dụng được. Thì Wise là một trong những cái bên làm việc như vậy. Thì nếu như mà các bạn có tìm ra được một cái bên trung gian nào nữa cũng làm việc với Apple Pay thì các bạn có thể chia sẻ với bọn mình bằng cách là comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Nhớ là nếu như các bạn muốn trải nghiệm Apple Pay ở Việt Nam cũng như là thanh toán thông qua những cái chiếc đồng hồ như thế này cực kỳ là tiện, thì có thể đọc bài viết chúng mình đã hướng dẫn rất là chi tiết ở cái đường link bên dưới rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share và subscribe vào Suo nhé.